Tình chân quần người đến từ Hoàng Mai. Ferrari anh chấp hòa cho được, anh bay trên không trung theo làn gió mà xuôi ngược. Không có em ở đây, anh mong có em ở đây, hai ta sẽ cùng nhau xanh đôi bước trên làn mây. Anh như tôn màu không bị lưu đày, năm xưa anh nghịch ngu nên trời giáng về nơi này. Nhưng cũng chưa phải đen thế nên mới quên được em. Ngước lên nhìn mây trong phút giây có anh kề bên. Anh không khoe tiền to, khoe nhà cao, khoe người quen, nhưng mà anh tự tin là anh được lên mây cùng em. Bay vòng quanh trần gian, quần áo mình không cần mang. Trong 72 thần thông thì anh chỉ có một fan. Đó là phi thân lên tầng mây, xuyên qua hàng cây. Không gian lặng im xung quanh mình anh ngồi đây, và anh lại phi thân lên tầng mây, nơi không ai nhìn thấy. Bay sang nhà em thăm em chỉ trong vài giây, và anh lại như tôn ngộ không. Anh lại phi thân lên tầng mây, phi thân lên tầng mây, phi thân lên tầng mây. Anh phi thân lên tầng mây, phi thân lên tầng mây. 50 cây một giây, em có muốn cùng anh mình lên mây ngay tại đây. Nơi chân trời tự do, nếu ta không sầu lo. Phi thân lên tầng mây, trôi đi theo làn gió. Sang hơn Ferrari, nhanh hơn Ford GT, khinh Lamborghini, bồng bình hơn Ducati. Thân lên mây ta đi, ăn trưa bên Paris. Mình dóng chơi không vali. Anh không khoe tiền to, khoe nhà cao, khoe người quen, nhưng mà anh tự tin là anh được lên mây cùng em. Bay vòng quanh trần gian, quần áo mình không cần mang. Trong 72 thần thông thì anh chỉ có một fan. Đó là phi thân lên tầng mây, xuyên qua hàng cây. Không gian lặng im xung quanh mình anh ngồi đây, và anh lại phi thân lên tầng mây, nơi không ai nhìn thấy. Bay sang nhà em thăm em chỉ trong vài giây, và anh lại như tôn ngộ không. Anh lại phi thân lên tầng mây, phi thân lên tầng mây, phi thân lên tầng mây. Anh phi thân lên tầng mây. Mây anh super sharp và turbo, bay xung quanh hành tinh, yeah chỉ mất 24 giờ. Mấy phút chưa còn đây, nắm tay em bên hồ Tây. Mấy phút sau thì em đã theo anh ta đi play cool. Yeah, mà lại là người đến từ Hoàng Mai. Phê ta lên tầng mây, phê ta lên tầng mây. Sinh nhật Nguyễn Production 2021. Check this.